khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam xảy ra xung đột lớn, huấn luyện viên Trussi nổi điên, người hâm mộ bàng hoàng. Đội tuyển Việt Nam đã hội quân chuẩn bị vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào chiều ngày 6 tháng 11. Vừa qua sáng ngày 7 tháng 11, thầy trò ông Trussi có buổi tập thứ 2 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Trong thời gian đầu của buổi tập, cả đội đã có một bài tập về sức bền và xử lý bóng. Tuy nhiên trong một tiếng cuối thì các cầu thủ đội tuyển Việt Nam xảy ra mâu thuẫn khiến ông Trussi nổi điên và chấm dứt buổi tập ngay sau đó. Cụ thể sau gần một tiếng còn lại của buổi tập, ông Trussi cho nhóm cầu thủ trẻ U23 Việt Nam vào tập cùng với đàn anh. Đây là nguồn cơn của cuộc xung đột khi những cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam mà chúng tôi không tiện chỉ tên không hài lòng với quyết định này, bởi các đàn em không thể bắt kịp họ trong lúc tập luyện dẫn tới một sự khó chịu. Nhóm U23 được đôn lên bao gồm Nguyễn Quang Huy, Hà Văn Phương, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Nam Hải, Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Nguyên Hoàng và Bùi Vĩ Hào. Các phóng viên cho rằng một vài người trong nhóm trẻ này đã có thái độ không chuẩn mực đối với các đàn anh. Tuy nhiên sau khi phát hiện thì vị huấn luyện viên người Pháp đã rất bênh vực các cầu thủ trẻ này. Ông Trussi sau đó đã có những lời trách mắng cầu thủ lớn tuổi vì sự thiếu chuyên nghiệp. Theo những gì được tiết lộ thì ông Trussi yêu cầu nhóm cầu thủ lớn tuổi phải dành thời gian để chỉ cho các đàn em trong tương lai. Ông Trussi lập tức cho buổi tập kết thúc và yêu cầu cả đội có một cuộc họp ngay. Đáng nói nhóm U23 được tập trung vào cùng với đội tuyển Việt Nam không có tên trong danh sách. Đây được gọi là một tệp đính kèm của đội tuyển Việt Nam, gồm những cầu thủ được ông Trussi ưu ái cho tới sân tập cùng với đàn anh. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam từ trước tới nay thì luôn cực kỳ đoàn kết, và đặc biệt là lứa học trò cũ của ông Park hiện vẫn chưa thể nắm rõ triết lý của ông. Điều này phải nói từ thời ông Trussi dẫn dắt U19, lứa U22, U23 hiện tại được ông Trussi đôn lên chính là những người thuộc top 100 cầu thủ khi ông được giữ chức vụ tại U19. Do đó các cầu thủ trẻ mới có kiểu thái độ như vậy với đàn anh. Xung đột giữa hai lứa cầu thủ thì chắc chắn rất khó giải quyết khi mà thế hệ Tuấn Anh hay là Quế Ngọc Hải đã quá thấm triết lý của ông Park. Có vẻ như huấn luyện viên người Pháp thì cũng không coi trọng dàn sao dưới thời ông Park. Ông Trussi này luôn nói rõ, ông chỉ chọn những người phù hợp với lối đá của ông. Vậy cuối cùng tiêu chí của ông là gì? Nếu phù hợp với lối đá thì những cầu thủ toàn diện tại sao lại không được chọn? Đơn cử như Hồ Tấn Tài, hậu vệ phải của nhà đương kim vô địch Công An Hà Nội. Nếu xét về phong độ, Hồ Tấn Tài đang rất xuất sắc tại V-League 2023-2024, ra sân đầy đủ trong đội hình chính, có một bàn thắng và rất nhiều dấu ấn quan trọng. Trong khi đó, người đang được ông Trussi sử dụng thường xuyên trong những trận đấu của đội tuyển là Trương Tiến Anh, không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong máu áo của Việt Theo. Tiến Anh thi đấu không tốt trong chuỗi trận giao hữu quốc tế vào tháng 10, anh trực tiếp dẫn đến những bàn thua của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Trung Quốc và Uzbekistan. Thủ thành Nguyên Mạnh thì cũng không được đôn lên đội tuyển trong đợt tập trung lần này là một dấu hỏi lớn. Thủ môn của Nam Định luôn là một trong những cái tên xuất sắc và ổn định của V-League năm nay. Anh cũng đã có phong độ tốt giúp cho đội bóng thành Nam dẫn đầu. Quan trọng hơn là khả năng chơi chân số 1 hơn hẳn Đặng Văn Lâm. Về mặt nguyên tắc, triết lý kiểm soát bóng, tấn công của ông Trussi thì cần một thủ môn biết chơi tốt để hỗ trợ các trung vệ luân chuyển một cách chắc chắn nhất. Một nhân tố khác như là Hồng Duy thì cũng đã vắng mặt dù anh có nhiều kinh nghiệm, hay là tiền đạo đã có 2 bàn thắng trong mùa này như là Vũ Quang Nam thì cũng đã không có cơ hội. Còn rất nhiều sự xuất hiện khác trên đội tuyển khiến giới chuyên môn đặt câu hỏi. Giáp Tuấn Dương hay là Phạm Văn Luân thì chưa có vị trí tại đội công An Hà Nội. Lê Văn Đô cũng đang chơi rất mờ nhạt ở PVF, và hiện tại thì chúng ta cũng không thể nào hiểu được lựa chọn của ông Trussi. Đợt tập trung lần này của đội tuyển sẽ mang những dấu ấn quyết định, đó sẽ là bước khởi đấu cho chiến dịch giấc mơ World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn đó là những trận chiến thực sự, chứ không còn là giao hữu thử nghiệm. Nhưng nhìn vào đội tuyển Việt Nam lúc này, thật sự là không có một chuyên gia nào có thể định hình ra một lối chơi. Đầu tiên, chúng ta phải nói về hàng thủ. Trong khi tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho 2 trận gặp Philippines và Iraq, ông Trussi bất đắc dĩ đã phải triệu tập bổ sung Bùi Tiến Dũng thay cho Duy Mạnh. Duy Mạnh gặp vấn đề về sức khỏe và chúng ta sẽ không được gặp cậu trong trận gặp Philippines, và thậm chí là ngày 21 tháng 10 gặp Iraq cũng chưa chắc. Dưới thời ông Trussi thì Duy Mạnh là một trong những cầu thủ thường xuyên được đá chính. Nhưng không chỉ mất Duy Mạnh, ông Trussi còn nhiều khả năng mất cả Quế Ngọc Hải với lý do tương tự. Quế Ngọc Hải thì chỉ đá 9-3-6 trận giao hữu vừa qua, nhưng tầm quan trọng của anh là không thể bàn cãi, đặc biệt trong bối cảnh ông Trussi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ tại đội tuyển Việt Nam. Trước mắt đội tuyển Việt Nam thì còn có các trung vệ Quế Ngọc Hải, Thanh Bình, Việt Anh, cầu thủ vừa được triệu tập bổ sung là Tiến Dũng. Bên hai cánh thì ông Trussi gọi trở lại Văn Thanh và Xuân Mạnh. Các cầu thủ này thì cần phải thích nghi rất nhanh với lối chơi kiểm soát bóng. Các cựu binh này đều vắng mặt trong 4 trận giao hữu gần nhất của đội tuyển Việt Nam.
Ba trận giao hữu mà Quế Ngọc Hải không ra sân thì Việt Anh luôn là người đá chính trong trận gặp Hàn Quốc, Uzbekistan và Palestine. Duy Cương cũng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trung vệ lệch phải. Tuy nhiên kinh nghiệm lẫn khả năng phối hợp ăn ý với hai trung vệ này còn là một nỗi lo không nhỏ. Ngoại trừ bộ ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam là Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài. Thanh Bình sở hữu trở trường là trung vệ lệch trái nhưng ông Chu Si có thể tận dụng kinh nghiệm của cầu thủ này để thay Duy Mạnh. Về hàng công để lại không ít nỗi lo, cả 7 tiền đạo được triệu tập vừa qua thì đều chưa có bàn thắng nào tính đến trận đấu ở cấp câu lạc bộ. Trong số 7 cái tên thì Phạm Tuấn Hải là người duy nhất có bàn thắng. Tuy nhiên chính Tuấn Hải và Văn Quyết đang vướng vào trong mùa giải bất ổn nhất của Hà Nội Fan Club. Đội bóng thủ đô đã liên tục thay đổi huấn luyện viên và khó có thể đi đúng đường, điều này thì đương nhiên ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ và tinh thần của nhóm cầu thủ. Trong khi đó tại câu lạc bộ Bình Dương, vai trò của Tiến Linh thì đang giảm dần, anh vẫn được sử dụng nhưng chỉ đá chính một lần trong hai trận của đội bóng. Nguyễn Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Đình Bắc có cơ hội xa sân ở mức nhiều đối với cầu thủ trẻ. Tuy nhiên thì câu lạc bộ cũng như đội tuyển Việt Nam đang trông chờ những gương mặt có nhiều kinh nghiệm hơn. Hoàng Đức có kỹ thuật, kỹ năng cá nhân nhưng không phải là lúc nào cũng có thể đáp ứng được sở trường. Anh chỉ thường xuyên đá hiệp một ở vị trí tiền đạo rồi sau đó lùi sâu để kiểm soát bóng. Có lẽ chính vì vậy mà Văn Quyết được gọi trở lại. Đội trưởng của Hà Nội Fan Club vẫn là một trong những tiền đạo đẳng cấp nhất. Nếu mà yêu cầu giữ bóng, cầm nhịp và phối hợp cùng với đồng đội, Văn Quyết có thể làm tốt nhiệm vụ này. Để ý kỹ thì tất cả các giải đấu hầu hết các trận đấu của Việt Nam dưới thời ông Chu Si chúng ta đều thua trong các pha bóng bổng. Và đặc biệt tại SEA Games, đội bóng ông Chu Si thua bóng bổng trước chính đại diện Indo tại vòng loại thứ 2 World Cup khu vực châu Á. Indo, Việt Nam là đối thủ cạnh tranh vé nhì bảng. Trước trận đấu với Việt Nam, ông Shin Tae-yong cũng trả lời truyền thông. Ông tự tin đội tuyển Indos có 80% cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup. Vòng loại ASEAN Cup thì cơ hội có thể là 50-50. Ông Shin Tae-yong có thành tích tệ hại khi gặp Việt Nam dưới thời ông Park. Đội tuyển Indo thua 3, hòa 2, không ghi nổi bàn thắng. Sau khi thua liên tiếp, ông Shin Tae-yong không bắt tay ông Park khi gặp Việt Nam. Trở lại phát biểu của ông Shin Tae-yong, chuyện Indo có đến 80% cơ hội đi tiếp niềm tin có thể đến từ việc ông Park Hang-seo đã chia tay đội tuyển Việt Nam. Ông Shin Tae-yong đang có suy nghĩ thay đổi số phận trước ông Chu Si. Phát biểu của ông Shin Tae-yong được xem là một lời thách thức cho ông Chu Si, bởi đội tuyển Việt Nam có mục tiêu vượt qua vòng loại thứ 2, còn ông Chu Si có niềm tin Việt Nam sẽ tham dự World Cup.